quý vị và các bạn với mong muốn sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất qua những video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh Bản tin 24 giờ. Trong những ngày qua, tình hình lũ lụt tại Trung Quốc đang thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi. Tới ngày Chủ nhật, sau khi trải qua những cao điểm của trận đại Hồng Thủy, với mực nước có thời điểm vượt mốc đỉnh lũ năm 1998, phía Trung Quốc đã tuyên bố đập Tam Hiệp an toàn vượt qua đỉnh lũ. Tuy nhiên, trận lũ số 2 trên sông Trường Giang vẫn đang quần quận đổ về, báo hiệu một thách thức mới cho đập lớn nhất của hành tinh. Đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ nghênh đón trận đại Hồng Thủy thứ 2. Trong những ngày qua, mưa lớn làm hình thành lũ số 2 ở trên sông Trường Giang, đồng thời làm gia tăng áp lực lên đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất trên thế giới nằm trên con sông này, đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 61.000 m3 trên giây, trong khi lượng nước xả ra là 33.000 m3 trên giây. Ước tính 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ. Theo tập đoàn Tam Hiệp, sáng cùng ngày, 3 cửa xả lũ dưới ở đập Tam Hiệp đã mở xả để xả bớt nước trong hồ chứa. Trong khi xả bớt lũ, mực nước trong hồ chứa đạt 160,17m, cao hơn 15m so với nước lũ giới hạn. Trước đó, cơ quan chức năng thông báo đợt lũ thứ 2 đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Dự kiến đợt lũ này sẽ giảm sau khi đạt đỉnh vào ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, một đợt lũ mới có thể sẽ đổ về đập Tam Hiệp vào thứ 3 tuần sau. Cùng ngày, báo động đỏ lũ lụt mới cao nhất trong hệ thống 4 bậc được đưa ra ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, nơi có con sông Dương Tử chảy qua. Theo chính quyền địa phương, mực nước sông Dương Tử chảy qua đoạn Nam Kinh đạt 10,26m vào lúc 7 giờ 50 sáng thứ Bảy, vượt mức cảnh báo là 1,56m. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình hôm thứ Sáu đã chỉ đạo chính quyền địa phương và đảng viên chịu trách nhiệm ngăn ngừa thảm họa do lũ gây ra và thực hiện công tác cứu hộ. Đây chỉ là phòng ngừa và kiểm soát thiên tai lần thứ ba. Từ ông Tập cho vòng chưa đầy 3 tuần, ông Tập đã nhấn mạnh chính quyền địa phương, các đảng viên nên được huy động để tham gia chống lũ và họ nên cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Kể từ khi mùa mưa lũ bắt đầu năm nay, tổng cộng 433 con sông cũng như các hồ lớn ở Động Đình, Bà Dương, Thái Hồ đã ghi nhận mực nước vượt mốc cảnh báo. Trong đó 33 con sông có một mực nước chạm mốc kỷ lục. Lượng mưa trung bình từ tháng 1 đến nay đã phá vỡ kỷ lục của năm 1961, thiệt hại kinh tế lên đến khoảng 60 tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc bác bỏ tin đồn vỡ đập Tam Hiệp. Từ phía tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành công trình thủy điện, họ khẳng định đập Tam Hiệp đã thành công vượt bậc qua mức đỉnh lũ lớn nhất trong năm, duy trì vận hành ổn định và an toàn. 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa, trong khi nhiều chỉ số khác của đập vẫn an toàn. Nhiều địa phương khác nằm trong lưu vực sông tiếp tục chịu ảnh hưởng của lũ lụt khi mực nước các sông và hồ dâng cao. Công ty vận hành đập Tam Hiệp cũng bác bỏ tin đồn con đập trên sông Dương Tử bị vỡ hoặc bị biến dạng. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một nhà địa lý học cho rằng hồ chứa đập Tam Hiệp không có khả năng chịu tác động đáng kể đến những trận lũ lụt nghiêm trọng nhất. Theo đơn vị quản lý đập Tam Hiệp, ý kiến của các nhà địa lý học trên đã bỏ qua thực tế. Nhiệm vụ phòng chống lũ của dự án Tam Hiệp tập trung chủ yếu ở khu vực Thành Nam Kỳ với dung tích hồ chứa nước lũ là ở mức 22 tỷ mét khối. Khu vực này được thiết kế để ngăn chặn các đợt lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng với đập Tam Hiệp, có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng lũ lụt vượt quá tầm kiểm soát. Nếu lũ lụt xảy ra sau mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử, các thành phố xung quanh những khu vực này sẽ chủ yếu dựa vào các công trình thoát lũ của từng đô thị. Trong bối cảnh đó, đập Tam Hiệp vẫn có thể tham gia hỗ trợ bằng cách giữ nước để giảm thiểu sức ép cho những thành phố này. Hiện tại, khi mực nước hồ chứa dâng cao sau nhiều đợt lũ lụt, các tổ máy thủy điện ở đập Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất. Với công suất phát điện kết hợp với 22,5 nghìn kW, dự án Tam Hiệp của Trung Quốc là hệ thống điều tiết nước đa chức năng, bao gồm đập dài 2.309m, cao 185m, âu thuyền tàu 5 tầng và 34 tổ máy phát điện. Trung Quốc phá đê thủng, phần hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn tiếp tục nỗ lực phá những con đê bị hỏng do ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt trong thời gian qua. Theo đó, Trung Quốc thông báo việc lỗ thủng dài 188m của đê Zihong-Zihao gần hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất quốc gia này nằm tại tỉnh Giang Tây, phía đông của Trung Quốc, hiện đã hoàn thành. Con đê này bị thủng sau khi mưa lớn liên tiếp đổ xuống. Việc phá đê bắt đầu diễn ra vào tuần trước, bắt đầu từ việc mở rộng và củng cố đường để máy xúc có thể đi qua. Tiếp đó, một lượng lớn đất và đá được đưa tới để phá lỗ thủng. Ở giai đoạn cuối, những tảng đá lớn được dùng để làm giảm tác động của dòng nước lũ. Mực nước ở 433 con sông Trung Quốc đã vượt quá mức nước nguy hiểm từ đầu tháng này. Trong số này có 33 con sông dâng cao tới mức cao kỷ lục, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho hay.
nhiều di tích lịch sử bị phá hủy do lũ. Mặc dù đập Tam Hiệp vẫn an toàn sau lũ, đợt mưa lớn trong ngày thứ Bảy ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh khiến cho 21.500 cư dân phải sơ tán, khoảng 23.000 hecta hoa màu bị thiệt hại và hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy. Những ngày mưa xối xả đã làm mực nước sông Trường Giang và Ngô Giang dâng cao, mực nước của các con sông và suối ở phía đông Trùng Khánh dự kiến sẽ còn tăng thêm. Trong khi đó, năm trạm thủy văn trong lưu vực sông Trường Giang vượt quá mực nước cao nhất trong lịch sử. Đơn cử mực nước tại một trạm thủy văn dọc theo Ngô Giang, một nhánh của sông Trường Giang đã tăng lên từ 5,55m lên 225,03m, vượt quá mức nước báo động trong ngày thứ Bảy. Tại tỉnh An Huy, địa phương nằm ở lưu vực hạ du sông Trường Giang, giới chức đã nâng ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất trong tháng này và tối thứ Bảy. Hiện tại cả dòng sông Trường Giang chảy qua đoạn An Huy và sông Hoài đều chứng kiến mực nước vượt mức báo động. Các khu vực dọc theo sông Dương Tử chứng kiến những thiệt hại di tích nghiêm trọng nhất khi mực nước các sông hồ dâng cao, các cây cầu cổ, tường thành và các tòa nhà bị phá hủy. Theo Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia, hơn 500 di tích văn hóa không thể di chuyển đã bị thiệt hại do lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc. Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 500.000 đô la cho công tác cứu hộ di tích. Như vậy, sau đợt đỉnh điểm lũ trên sông Trường Giang gây thiệt hại nặng nề, phía Trung Quốc hiện đang gấp rút sửa chữa lại hệ thống đê điều bị ảnh hưởng, bất chấp tuyên bố đập Tam Hiệp đặt an toàn vượt qua đỉnh lũ. Trước cơn lũ số 2 đang hình thành tại thượng nguồn sông Trường Giang, khả năng ứng phó của con đập lớn nhất thế giới này lại một lần nữa được thử thách. Thưa quý vị, nhiều quốc gia xung quanh châu Á từ Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ, cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức, Bỉ đều đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua, nhiều nơi còn gây ra những cơn lũ lụt nghiêm trọng. Riêng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ. Khi đón cơn bão pháo hoa số 3, chỉ trong vài ngày sau khi trận mưa lớn lũ lụt nghìn năm có một tại thành phố Trịnh Châu, chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Chuyên gia cảnh báo mưa lũ cực đoan không loại trừ Việt Nam, nhiều quốc gia quanh châu Á từ Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ tới cả các quốc gia Tây Âu như Anh, Đức, Bỉ đều đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn trong những ngày vừa qua. Nhiều nơi đã gây ra cơn lũ lụt nghiêm trọng, riêng Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ lũ chồng lũ khi đón siêu bão số 3 chỉ vài ngày sau trận mưa lũ nghìn năm có một ở thành phố Trịnh Châu. Chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến cho Trung Quốc hứng chịu mưa lũ kỷ lục và cảnh báo Việt Nam cũng có rủi ro hứng chịu mưa lũ cực đoan. Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2, mưa lớn liên tục trút xuống Trịnh Châu thuộc vùng của tỉnh Hà Nam Trung Quốc, trở thành một trong những trận mưa lớn nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Chỉ trong vòng một tiếng từ 16 giờ đến 17 giờ ngày thứ hai, mực nước đo được là 201,9mm, góp phần khiến tổng lượng mưa trong ngày của Trịnh Châu vượt quá 609mm. Con số này gần tương đương với lượng mưa trung bình cả năm của Trịnh Châu, sắp xỉ 645mm. Trạm thời tiết Trịnh Châu gọi đây là trận mưa nghìn năm có một. Cơ quan tài nguyên nước của Hà Nam thậm chí còn tuyên bố mực nước mưa ghi nhận tại một số trạm là 5.000 năm mới có một lần. Hà Nam cho biết 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt, 56 nạn nhân đã thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Các nhà khoa học cho rằng trận mưa thảm khốc là kết quả của sự hội tụ 3 điều kiện khí tượng. Thứ nhất, hơi ẩm nhiệt đới đã bao trùm nhiều khu vực ở miền Nam của Trung Quốc từ nhiều ngày trước. Thứ hai, bão số 4 đổ bộ vào thị trấn Dương Tiêm, phía tây của Hồng Kông sáng thứ hai với cường độ tương đương cấp 1. Điều kiện thứ ba là bão số 3 di chuyển về phía bắc của Đài Loan. Tuy nhiên, giới chuyên gia còn chỉ ra rằng mưa lũ cực đoan xảy ra do tác động của biến đổi khí hậu. Các trận mưa lũ tháng này cũng xảy ra ở Đức và Bỉ, cướp đi sinh mạng của tổng cộng 200 người. Các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã dự đoán rằng sự gia tăng và tần suất của hiện tượng thời tiết cực đoan, khí hậu trái đất nóng lên do ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu. Nói một cách đơn giản, không khí ấm hơn có thể vẫn được giữ và vận chuyển nhiều hơi nước vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang hiện hữu chứ không còn là chuyện của tương lai. Lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc là biểu hiện của thời tiết khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.